gọi ma tiên. Thầy nằm đã đâu mà đô quá, sáu cục thầy ôm thành cỏ cục vậy thầy. Lâu lắm mới được vậy thầy. Cái tướng thầy bơi lội lý tưởng luôn á. Thầy nhảy xuống sông cái bụng mới nổi lên gì nè. Ai cũng khen tao cái này. Nói tao mà bơi lội giống cá ngựa. Không, anh sẽ như bình minh xóa tan lạnh lùng trong băng giá, như ánh sáng như mặt trời, bởi trái tim cháy yêu thương. Lá chuối, để em coi chuối dần với cái gì nha. Chuối thì dần với lại suối, dần với lại thúi. Trời ơi ghê quá. Để em coi coi, nếu mà là chuối thì đặt là chuối anh đã thúi mất rồi. Em ngồi bên suối khóc đời cô đơn. Người mãi phương xa núi sông vô bờ, còn nhớ hôm nào hoa tàn tim vỡ, giọt nước mắt rơi khi bóng ai mà khuất. Sao mô Phật dài vậy? Kéo vậy mới đủ giờ. Ngoài tuyết trắng, trắng tim em từ lâu vẫn còn nụ yên chiều mến. Loài mây trắng mang tóc em về trên chiến tận gọi nhau gió lên. Loài ngư nữ mang thân em ngư yên rất nồng trong câu hát thiên thần. Loài chim trắng mang chân em về nơi suối cả biển khô không tên. Vâng, thưa quý vị, nãy giờ nghe những lời tâm sự của anh Vương Sơn nói là từ những cái quá trình mà anh đã phải thực hiện để mà ra được, để mà thực hiện được cái chương trình quay hình live trực tiếp đó là cực khổ rồi. Nhưng mà như anh đã nói là khi mà xong rồi phát hành ra DVD, nó lại có một cái cực khổ khác, một cái nỗi lo khác nữa, đó là không biết là quý vị có yêu thương, có ủng hộ DVD gốc hay không. Không, quý thương đúng rồi, em tính nói là quý vị rất là yêu thương, quý vị rất là ủng hộ, nhưng mà quý vị lại ủng hộ những cái DVD sao chép, thì cái đó là không phải là ủng hộ cho công sức của anh Vân Sơn cũng như là cho công sức của tất cả các anh chị em ca sĩ của những trung tâm khác, mà đó là một cái lợi về một người khác rồi, đúng không? Thì có một vấn đề, có một cái chuyện Vân Sơn muốn kể là mới gặp tuần rồi thôi, ở trong Starbucks. Vân Sơn vô mua ly cà phê thì có gặp hai em người Việt Nam, một người em trai, một người em gái, nghĩa là hai người là boyfriend girlfriend với nhau. Thì khoảng tuổi chừng Vân Sơn nghĩ khoảng chừng 23-24 tuổi. Thì vô gặp Vân Sơn rất là mừng lắm. Nói, anh Vân Sơn em mừng quá, em chụp hình, xin chụp hình xong xuôi rồi hỏi sao lâu quá em không thấy anh cho ra chương trình mới. Nói anh có cũng thỉnh thoảng hỏi em, nên cái người con trai mới nói là anh biết không, em tìm dữ lắm mà không bao giờ có chương trình của anh hết trơn á. Em đi, em lên, em tìm quá chừng lên mà không thấy. Cái Vân Sơn hỏi là em tìm ở đâu. Nói là em lên trên website á, em tìm trên đó để em download xuống cho má em coi. Má em thích lắm mà em không bao giờ tìm thấy có chương trình gần gì. Rất là thật thà mà mình nghe mình cũng đau lòng. Thật ra hồi xưa đó thì những em trẻ thì hay lên website coi, rồi truyền cho nhau coi. Nhưng mà bây giờ là còn có vấn đề download xuống để cho gia đình xem nữa. Thành ra những người hồi xưa là lớn tuổi mua, bây giờ là khỏi cần mua luôn, đợi con download về cho coi rồi xong. Vậy là hồi nãy em nói là nếu quý vị mua 2-3 đồng một bộ DVD là hơi quá đó, nhiều khi còn không tốn đồng nào, đúng không? Chỉ có việc download thôi. Nhưng mà thưa quý vị, nếu quý vị thương yêu thì quý vị download cái đĩa về coi. Nếu mà thấy hay thì bảo đảm là tất cả các trung tâm đều đầu tư rất là hay rồi, thì sau đó quý vị vui lòng ra mua cái đĩa gốc về xem lại, thì bảo đảm là cái chất lượng nó sẽ hay hơn rất nhiều. Và như vậy là cách để nuôi sống cho tất cả các anh chị em ca sĩ, nghệ sĩ cũng như là các trung tâm. Như anh Vân Sơn đều gánh nặng là anh phải lo cho cả một trung tâm nữa, chứ không phải là bản thân anh là một người nghệ sĩ hay ca sĩ gì hết. Thì hy vọng rằng sẽ nhận được những sự ủng hộ của quý vị. Và hôm nay anh Vân Sơn đến với Miracle Suite Casino, đặc biệt một cái điều hôm nay là rất nhiều quý vị khán giả trước show đã hỏi rồi, là tại sao hôm nay anh Vân Sơn chỉ đến đây có một mình. Thường là diễn hài là phải có hai người, đôi danh hài không mà người ta nói gì quen rồi, đúng không? Hai người trở lên. Thì hôm nay anh Vân Sơn chỉ đến đây có một mình thôi,
Nhưng mà hồi nãy Thành đã thấy là ở ngoài là một mình anh Vân Sơn cũng đã làm cho tất cả quý vị cười nghiêng cười ngửa rồi. Với những trò của anh Vân thì không biết là bí quyết của anh là anh đến một mình thì anh chuẩn bị cái gì để mà làm cho quý vị cười vui cũng giống như là hai ba người trở lên, chỉ còn một mình anh thôi. Không, nói khi nói mà đi diễn một mình thì Vân Sơn đã từng đi diễn một mình rất là nhiều lần. Khi còn ở Việt Nam thì Vân Sơn hay đi diễn một mình, đứng sân khấu độc thoại một mình. Thí dụ như là mình có thể vừa làm MC, vừa ca, vừa hát, vừa hài, vừa cái chuyện vui, vừa tạo những cái trò chơi mang khán giả lên với mình để tạo cái không khí. Thì cái đó là cái nghề của mình từ hồi lúc mình 17, 18 tuổi cho tới bây giờ. Nó rất là dày dặn kinh nghiệm này, trên 30 năm trên sân khấu này. Thành ra vấn đề mà khi mà đứng diễn đôi, diễn cặp á, thì nó có kịch bản, nó dễ tạo hài hơn là mình diễn một mình. Nhưng mà diễn một mình không phải là không được. Tại vì quý vị cũng thấy đó, thí dụ như đối với Mỹ thì stand up comedy họ chỉ đứng một mình thôi, họ nói bất cứ chuyện gì cũng được, nói chuyện này chuyện kia chuyện trời dưới đất. Nhưng mà đó là chỉ là những cái chuyện vui thôi. Còn mình đi đôi á thì nó kịch bản nó dễ tìm hơn, mà mình diễn đôi nó dễ tạo tiếng cười hơn và có thể tạo tiếng cười được nhiều hơn. Nhưng mà diễn một mình thì cũng có những cái kịch bản rất hay, và tùy theo cái cách để mình mang lại cái nụ cười cho khán giả. Thí dụ như là vừa rồi Vân Sơn mới diễn một mình, Vân Sơn thấy khán giả với cũng vui, không đến nỗi nào. Sơ thành ra đi một mình cũng vậy, đi hai người cũng vậy, đi ba người cũng vậy, hay là đi một đoàn gần trăm người thì cũng vậy thôi. Vâng, và em nghe thông tin là sắp tới là anh sẽ có một người bạn diễn mới phải không, là đi chung với lại anh Bảo Trung. Bảo Trung hiện nay thì đã đang định cư ở bên Mỹ, và Bảo Trung đã đi với Vân Sơn cũng 3-4 tháng nay rồi, có nhiều kịch bản cũng vui lắm. Và cái cuốn DVD sắp tới cũng là lần đầu tiên xuất hiện của anh Bảo Trung trong chương trình của anh Vân Sơn đúng không? Đúng vậy, quý vị đón cái con cuốn DVD 45, Bảo Trung xuất hiện trong chương trình này và xuất hiện hai vai trong hai kịch bản khác nhau. Và Bảo Trung rất là duyên dáng và rất là thành công trong cuốn DVD 45 này.